Chào mừng các em đến với bài học đầu tiên của chương trình toán lớp 5, ôn tập về khái niệm và tính chất cơ bản của phân số. Bây giờ cô mời các em cùng tìm hiểu xem bài học của chúng ta gồm những nội dung nào. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, ôn tập kiến thức. Nội dung thứ hai, luyện tập thực hành. Chúng ta cùng bước vào hoạt động 1, ôn tập kiến thức. Khái niệm về phân số thì ở chương trình toán lớp 4 chúng ta đã được học rất kỹ. Và để làm nền tảng cho chúng ta học tốt chương trình toán lớp 5, thì hôm nay cô sẽ ôn lại cho các em khái niệm về phân số. Cô có một số ví dụ sau. Cô có một băng giấy. Và cô chia đều băng giấy này thành 3 phần bằng nhau. Các em hãy quan sát trên hình số 1. Và cô đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy vậy các em? Quan sát trên hình thấy cô đã tô màu 2 phần. Và để biểu thị phần đã tô màu của băng giấy này thành phân số, thì chúng ta có phân số là 2 phần 3. Đọc là 2 phần 3. Tiếp theo cô có một ví dụ khác. Cô có một hình tròn và cô đã chia hình tròn này thành 4 phần bằng nhau. Cô tô màu 3 phần. Vậy để biểu thị phần tô màu của hình tròn này bằng phân số thì chúng ta có phân số 3 phần 4. Đọc là 3 phần 4. 2 phần 3, 3 phần 4, 5 phần 10 được gọi là phân số đấy các em. Chúng ta thấy cấu tạo của phân số gồm có 2 phần. Phần ở trên dấu gạch ngang được gọi là tử số. Phần ở dưới dấu gạch ngang được gọi là mẫu số. Qua hai ví dụ cụ thể, cô nghĩ rằng các em đã ôn lại được khái niệm về phân số. Phân số còn có những điều chủ yếu rất quan trọng để chúng ta có thể học tốt những nội dung toán phía sau. Vậy những chú ý của phân số là gì? Cô mời các em qua nội dung tiếp theo. Về khái niệm phân số thì chúng ta có 4 chú ý quan trọng để sau này chúng ta vận dụng những chú ý này để làm toán. Chúng ta cùng tìm hiểu chú ý đầu tiên. Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không? Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho. Nghe hơi khó hiểu một chút phải không các em? Bây giờ chúng ta cùng xem ví dụ thì sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Cô có phép chia 1 chia cho 3 và 4 chia cho 10. Ta có thể viết kết quả của phép chia này dưới dạng phân số là gì vậy các em? Ta có thể viết kết quả của phép chia này dưới dạng phân số là 1 phần 3 và 4 phần 10. Số bị chia sẽ là tử số, số chia là mẫu số, dấu gạch ngang thay cho dấu chia đấy các em. Cùng tìm hiểu chú ý thứ hai. Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. Cô có ví dụ như sau. Cô có số tự nhiên là 5. Biểu thị số tự nhiên 5 này dưới dạng phân số là phân số 5 phần 1. Để viết số tự nhiên dưới dạng phân số thì ta lấy số đó làm tử số và mẫu số là 1. Tương tự như vậy, 12 viết dưới dạng phân số là 12 phần 1. Chú ý thứ 3. Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác không? Ở đây chúng ta có thể dễ hiểu là phân số bằng 1 đó các em. Phân số có tử số và mẫu số bằng nhau thì phân số đó bằng 1. Cô có ví dụ 1 bằng 9 phần 9, 1 bằng 12 phần 12. Chú ý cuối cùng, số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác không? Các em chú ý nhé, tử số là 0 nhưng mẫu số phải khác không thì phân số đó mới có nghĩa. Cô ví dụ
0 bằng 0 phần 7, 0 bằng 0 phần 19. Chúng ta cùng tiếp tục ôn tập tính chất cơ bản của phân số. Phân số có hai tính chất cơ bản như sau. Tính chất thứ nhất, nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không, thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Tính chất thứ hai, nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không, thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Ta hãy cùng xem ví dụ để hiểu rõ hơn về hai tính chất này nhé. Cô có hai phân số 5 phần 6, 15 phần 40. Các em hãy dựa vào hai tính chất trên của phân số để điền số tự nhiên thích hợp vào các ô trống đó. Ở ví dụ 1, hai ô trống đầu tiên ta có thể điền bất cứ số tự nhiên nào khác không đều đúng. Cô điền vào đây số 3 ở tử số và mẫu số. Cô nhận được kết quả là 15 phần 18. Còn ở ví dụ 2, hai ô trống đầu tiên ta phải điền số 5. Vì cả tử và mẫu của phân số này cùng chia hết cho 5, ta thực hiện chia ra kết quả được phân số 3 phần 8 bằng với phân số đã cho ban đầu. Từ hai tính chất cơ bản này của phân số, ta có thể vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số đấy các em. Và để vận dụng tính chất cơ bản của phân số này, cô mời các em qua nội dung tiếp theo, ứng dụng tính chất cơ bản của phân số. Ta sẽ tìm hiểu quy đồng mẫu số qua ví dụ 1. Quy đồng mẫu số của 2 phần 5 và 4 phần 7. Đầu tiên ta lấy mẫu số chung là hai mẫu số nhân với nhau. 5 x 7 bằng 35. Tiếp theo ta sẽ thực hiện quy đồng từng phân số. Quy đồng phân số 2 phần 5, ta sẽ nhân cả tử và mẫu của chúng với mẫu của phân số thứ 2 là 7. Ta được kết quả là 14 phần 35. Quy đồng phân số 4 phần 7, ta sẽ nhân cả tử và mẫu của chúng với mẫu của phân số thứ nhất là 5. Ta được kết quả là 20 phần 35. Cô mời các em qua ví dụ 2. Quy đồng mẫu số của 3 phần 5 và 9 phần 10. Ở ví dụ này, ngoài cách làm như ví dụ 1, ta còn có cách làm khác nhanh và gọn hơn. Trước khi quy đồng thì chúng ta hãy xét xem trong hai mẫu số của hai phân số này thì mẫu số của phân số nào chia hết cho mẫu số của phân số còn lại. Ta thấy 10 chia hết cho 5, thế thì ta sẽ lấy 10 làm mẫu số chung. Phân số 9 phần 10 giữ nguyên vì mẫu của nó giống với mẫu số chung rồi. Ta chỉ cần quy đồng mẫu của phân số 3 phần 5 thôi. Để mẫu số là 5 thành mẫu số là 10, ta sẽ lấy 5 x 2 bằng 10. Khi đó ta cũng lấy tử số là 3 x 2 bằng 6. Kết quả là 6 phần 10. Các em lưu ý khi thực hiện cách này thì mẫu số của chúng phải chia hết cho nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu tính chất cơ bản tiếp theo của phân số, đó là rút gọn phân số. Cô có phân số 90 phần 120. Rút gọn phân số là làm cho tử số và mẫu số của phân số đó đơn giản đi, mà giá trị của phân số đó không thay đổi. Ta thấy ở đây, phân số 90 phần 120 có tử và mẫu số là một số tròn trục, cùng chia hết cho 10,
nên tao rút gọn cho 10, ta được phân số là 9 phần 12. Ta thấy phân số 9 phần 12 vẫn chưa là phân số tối giản, vì cả tử và mẫu của chúng còn chia tiếp được cho 3. Vì vậy, ta phải rút gọn tiếp cho 3, ta được kết quả cuối cùng là phân số 3 phần 4 tối giản. Với những bạn tính toán nhanh hơn, có thể làm cách như sau. Chúng ta nhận thấy 90 và 120 có thể chia hết cho 30, thì ta rút gọn cho 30 luôn. Ta được kết quả cũng là 3 phần 4. Vậy, rút gọn phân số, bước đầu tiên các em cần xác định cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào. Chúng ta cứ lần lượt chia đến khi nào được phân số tối giản. Còn cách thứ hai, nếu chúng ta nghĩ ra được số để chia lớn nhất thì càng tốt, chúng ta sẽ làm bài nhanh hơn. Nhưng kết quả cả hai cách đều như nhau, quan trọng là kết quả cuối cùng các em ra được phân số tối giản. Cô và các em vừa ôn lại khái niệm và tính chất cơ bản của phân số. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau thực hành các bài tập sau. Bài số 1, 2, 3, trang 4, sách giáo khoa. Bài số 1, trang 6, sách giáo khoa, rút gọn các phân số. Bài số 2, trang 6, sách giáo khoa, quy đồng mẫu số. Sau khi làm bài xong, các em hãy cùng nhau quay lại xem đáp án nhé. Bài tập số 2 của cô, viết các thương sau dưới dạng phân số. Các em hãy cùng quan sát trên màn hình và kiểm tra xem đáp án của mình đã làm chính xác chưa. Cô có lời khen dành cho các bạn đã có đáp án chính xác nhé. Đây là đáp án bài tập số 3, viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1. Các em hãy cùng kiểm tra đáp án. Cô có lời khen dành cho các bạn đã làm chính xác nhất. Và đây là đáp án bài tập số 1, trang 6, rút gọn các phân số. Các em hãy cùng kiểm tra với đáp án của mình. Cô chúc mừng các bạn đã làm đúng chính xác cả 3 bài các em nhé. Đây là đáp án bài tập số 2, trang 6, quy đồng mẫu số các phân số. Các em hãy kiểm tra và đối chiếu với bài tập trong vở của mình. Cô có lời khen dành cho các bạn đã làm đúng tất cả các bài tập mà cô đã giao. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.